Trước hết Lan Hương xin được giới thiệu anh Nguyễn, người con đầu tiên của nhà thơ Tây Thanh đến từ Búc Châu. Mời chị Lê Thu Vân ạ. Và thưa quý vị, kế tiếp là chị Lê Xuân Mai. Quý vị chúng tôi cũng biết rằng chị Lê Xuân Mai cũng là nhà thơ ấy. Vâng, thưa kế tiếp là chị Lê Xuân Lộc. Và thưa người kế tiếp là chị Lê Thu Nguyên. Thưa quý vị, quốc nữ là Lê Xuân Hạnh. Thưa quý vị, bên cạnh Múa Lăng Công Chúa thì chúng tôi biết nhà thơ Thanh Thanh còn có một ký tự nữa là Lê Xuân Sơn, xin mời. Dạ vâng, trước mặt quý vị trên sân khấu đây là Múa Lăng Công Chúa nhé. Rồi một hạng tử nữa, một gia đình rất là hài hòa, nam nữ có đủ hết thưa quý vị. Chúc cô chào quý khán giả. Dạ vâng, các chị có muốn chào đến quán khách một vài lời, xin mời chị. Thưa xin đại diện và 6 chị em trong gia đình xin kính chào tất cả cô chú bác, tất cả quý vị quan khách có mặt hôm nay. Xin chân trọng cảm ơn cho gia đình, xin gửi lời xin cảm ơn, xin cảm ơn tới quý vị. Xin mời các cô trở về chỗ ngồi. Thưa quý vị, trong buổi chiều tăng lộ hôm nay, thưa quý vị, một nhân vật quan trọng mà quý vị đang là chờ, thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị một tràng tay thật lớn để chào đón nhà thơ Thanh Thanh.